Đồng hồ Đức Duy xin phép được kính chào tất cả các bác. Rất vui khi được quay trở lại với phiên video lên sóng ngày hôm nay các bác nhé. Tiếp tục lại là những chiếc đồng hồ cơ cổ và một số phụ kiện ngày hôm nay để phục vụ tất cả các bác cùng chơi và cùng sưu tầm. Thì hôm nay em lên các bác một lô hàng mới về, gọi là rất là nhiều các mẫu độc các bác nhé. Từ pin cho đến cơ và từ cơ cho đến điện tử, rồi cơ cổ, cơ mới đầy đủ hết để phục vụ tất cả các bác cùng chơi. Thì các bác nhớ đừng quên ấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho bên em và nhớ kết bạn Zalo các bác nhé. 0927 292 và 292 các bác ạ. Rồi em sẽ đi đến những chiếc đồng hồ đầu tiên các bác nhé. Mã số đầu like sẽ là mã số mở hàng cho ngày hôm nay. Một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Handbrot các bác nhé. Một mẫu đồng hồ Handbrot với một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Và cái cỗ máy Handbrot này là một cỗ máy được xuất đi nhiều nơi rất nhiều. Đa số sẽ xuất sang Pháp này. Và xuất sang Pháp và Đức là nhiều các bác nhé. Một thương hiệu Handbrot thì các bác cũng đã quá quen thuộc rồi. Các bác nhìn cái mặt thì độc chưa ạ? Mặt thì siêu độc luôn các bác nhá. Đó, size mặt chiếc này là size 33 các bác nhá. 33 có dư luôn này. 3,5 lần các bác này. Chạy bộ máy cót tay các bác nhá. Chạy bộ máy cót tay. Đó. Thân vỏ mạ chrome thôi, chiếc này mạ chrome thôi các bác nhá. Em có ghé các bác một bộ dây chun Mỹ cũng khá là đẹp luôn. Dây chun trắng nha các bác nhé, mã số 162 ngày hôm nay. Chiếc đồng hồ Handbrot sử dụng bộ máy cót tay size 33,5. Các bác nhìn cái mặt này, mặt các bác nhìn thấy thiết kế độc chưa ạ? Mặt không thể nào độc hơn các bác nhé, không thể nào độc hơn được. Một cái gì đấy các bác nhìn như kiểu là hố đen các bác ạ, như kiểu hố đen của vũ trụ ấy, nhìn rất là sâu thẳm, nhìn rất là độc dị lạ các bác nhé. Để giao lưu với các bác cùng chơi, mã số đầu tiên, mã số đầu like này 1.200.000 các bác nhé. 1.200.000 thôi ạ, mã số 162. Các bác nhìn cái mặt, các bác phải nhìn thấy chiếc đồng hồ này mặt bên ngoài nó mới đẹp. Các bác phải nhìn thấy cái độ sâu thẳm của nó. Đúng 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 chất hố đen vũ trụ đấy các bác. Rất phê luôn, rất chất luôn. Mã số 162 mở hàng đầu like để các bác, giá chỉ có 1.200.000 thôi. Chạy bộ máy cót tay các bác nhá. Cái dây chun Mỹ cũng đã vài trăm nghìn rồi, 200-300 nghìn là chuyện bình thường nếu các bác đi mua lẻ nhá. Đấy là em tính các bác mua lẻ. Có mặt rất chất luôn các bác ạ, mặt độc không ai có luôn. Đó, em tạm thời đặt tên cho chiếc đồng hồ này là mặt vũ trụ nha các bác nhá, mặt hồ đen của vũ trụ. Đẹp lắm các bác ạ. 1.200.000 thôi. Giao lưu với các bác cùng chơi nhá. Handbrot, một thương hiệu của Thụy Sĩ. Quá đẹp luôn các bác ạ. Rồi. Tạm biệt mã số 162, tiếp đón chào đến mã số 163 các bác nhé. 163 ngày hôm nay em xin giới thiệu với cả các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu One Time. Một mẫu đồng hồ One Time chạy máy cót tay các bác nhá, đến từ Thụy Sĩ các bác này. Có thiết kế form vuông và cũng đã ghép cho các bác một bộ dây chun rồi. Cũng đã ghép các bác bộ dây chun, size mặt đang là 35 các bác nhá. Size ngang đang là 35, size dọc cũng vậy luôn các bác ạ. Núm zin có logo các bác này. Đây, chạy máy cót tay đây. Chỗ này nó bị mất một cái miếng ốp vào nhá, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu các bác ạ, bởi vì nó làm bên trong mà, không ảnh hưởng gì nhiều đến cái độ thẩm mỹ của chiếc đồng hồ này các bác nhá. Đấy, khi các bác đeo sẽ như này, được chưa ạ? Còn cái này nó nằm ở bên trong thì cũng kệ nó đi các bác ơi. Thôi thì nó cũng hàng nó về như vậy thì em ghép như vậy thôi các bác nhá. Cũng nếu mà nó bị mất ở chỗ này thì nó mới là về cái độ thẩm mỹ nhiều, nhưng mà nó mất ở cái góc này không phân về đấy các bác nhá, không làm sao cả, không tụt được đâu, không thoải mái đâu ạ. Một mẫu đồng hồ One Time, mặt màu khói các bác nhá, mặt màu này là màu khói. Vỏ cũng là vỏ mạ chrome thôi. Để các bác cùng chơi nhá, kỷ niệm các bác cùng chơi nhá. Cót tay nhá, 1 triệu. Được chưa ạ? 1 triệu thôi, lên cho em mã số 163. Size 35, mang thương hiệu One Time, núm zin có logo. Các bác này. Đó, để các bác 1 triệu thôi. Giao lưu với các bác cùng chơi 1 triệu nhé. Một mẫu đồng hồ One Time thiết kế form vuông, 3 kim 1 ô cửa lịch. Size 35. Size quá đẹp luôn. Form vuông mà size 35 là size quá chất luôn các bác nhé. Size ngang 35. Đó, mẹ tròn con vuông. Một ô lịch. Mặt màu khói rất đẹp luôn.
giao lưu với các bác cùng chơi 1 triệu lên cho em mã số 163 nha các bác nhá, mã số 163 ngày hôm nay. Hoặc các bác cứ gọi là một cứ gọi mã 63 cũng được. Phần này chỉ là bẩn thôi các bác này. Đó, hàng về nó nói chung là ở các cái khe cạnh này thì phải tỉ mỉ thì mới lau được các bác nhá. Các bác lấy vật cứng các bác lau được, em thì em chỉ dọn qua thôi, dọn qua để lên sóng cho các bác để giao lưu với các bác luôn thôi. Đó, nó sạch ngay rồi các bác. Nó là cái két bẩn lâu ngày thôi. Đó, em chỉ dọn qua với góc độ là đánh kính bóng cho các bác này để lên sóng này. Được chưa ạ? Lau chùi dọn dẹp vỏ cho các bác nhé. 1 triệu lên cho em mã số 163. Hai mẫu đồng hồ cót tay. Đó, tiếp tục em lấy các bác một chiếc mã số 164. Một chiếc đồng hồ form tanh các bác nhé, một chiếc đồng hồ vuông. Mang thương hiệu Seiko, chạy máy pin. Vỏ này không biết phải vỏ đá ceramic không, em thấy nó đen xì xì các bác ạ, đen thui lùi luôn này. Không phải vỏ thép à, không phải vỏ đá ceramic không. Em nghĩ không phải đâu, chắc là thép tĩnh điện thôi. Được, cái chiếc này form tanh đẹp quá các bác ạ, mỏng dính luôn các bác nhá, siêu mỏng luôn này. Các bác nhìn này. Đó, các bác làm thích chiếc đồng form tanh thì không thể bỏ lỡ chiếc này được rồi. Mỏng chỉ có 7 ly, chưa đến 7 ly các bác nhá. Size ngang này, size ngang 25 này. Size dọc này 34 này. Mã số 164 là giao lưu với các bác cùng chơi nhá. Chiếc đồng hồ form tanh để các bác cùng chơi là 700.000. Một thương hiệu đồng hồ Seiko, hàng Nhật nội địa. Mặt hai lòng, mặt trắng hai lòng rất đẹp luôn. Nói chung là mặt Seiko họ thiết kế thì đẹp lắm các bác ạ. Seiko họ thiết kế mặt thì khỏi phải chê luôn. Bảy trăm nghìn lên cho em mã số 164 các bác nhá. Em đã có ghép các bác một bộ dây da bò nhá các bác nhá, một bộ dây da bò có đệm một chút xíu để cho nó tương đồng với cái độ mỏng của cái vỏ này các bác nhá. Để các bác nhìn này, quá là hợp lý luôn. Đó, có thiết kế các bác một bộ dây này rất đẹp luôn, nên tay cực đẹp luôn các bác ạ. Đó, những chiếc đồng hồ form tanh thì không bao giờ làm các bác phải thất vọng cả, mà giá chỉ có 700.000 thôi đã lấy các bác một bộ dây da bò siêu mềm mại rồi. Tiếp tục anh em các bác một chiếc đồng hồ mã số 165, một mẫu đồng hồ chính hãng các bác nhé. Một chiếc đồng hồ chính hãng, vừa là đồng hồ vừa là lắc tay. Các bác nhìn này, Converse nó All Star, một chiếc đồng hồ chính hãng các bác nhé. Đây là để các bác xem giờ đây này. Tuy xem giờ nó hơi nhỏ thôi, bởi vì sao, nó đây là mẫu thiết kế lắc tay chứ không phải thiết kế đồng hồ các bác nhé. Họ chỉ gọi là kèm vào thôi, họ chỉ gọi là thêm nếm kèm vào đồng hồ để gọi là hai trong một thôi các bác nhé. Chạy máy pin, được chưa ạ? Quá đẹp vật chất luôn các bác này. Đó, Japan này. Chiếc này khả năng nước thoải mái các bác nhé. Bởi vì nó là hàng hãng, nó là hàng thời trang cho nên là các bác nước thoải mái. Chỗ này để làm êm hay sao các bác, không biết có công dụng gì không, nhưng em nghĩ nó chỉ là để làm êm thôi, để nó êm tay cho các bác thôi. Đó, chất liệu bằng thép các bác nhá, chất liệu bằng thép. Thép inox đấy ạ. Đó, size bản đang là 20, hơn 20 chút xíu này các bác này. Converse này, All Star các bác biết đến thương hiệu này rồi. Các bác biết đến qua quần áo này, giày dép này và một số phụ kiện khác mang thương hiệu Converse. Đó, đánh qua cho các bác. Bởi cái này là phay xước các bác nhá. Phay xước. Đó, có vệ sinh qua cho các bác là các bác biết đến ngay. Các bác nhìn thấy ngay nó còn đẹp như nào. Một mẫu đồng hồ Converse. Đó, để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Converse này nhá. 1.200.000. Một cái lắc tay chính hãng 2 trong 1. Các bác sưu tầm đi ạ. Em thấy các bác tìm chiếc thứ hai hơi khó luôn, cực độc luôn. Các bác là tay to nhá. Tay em đang tay 17 còn thừa một đống này. Bác là tay 18 đeo thì cực chất luôn. Tay 18 đeo ba phê luôn. Vừa là đồng hồ vừa là lắc tay. Phiên bản thép inox quá đẹp quá chất luôn. 1.200.000 nha các bác nhá, cho một thương hiệu Converse. Đây, chỉnh giờ đây. Đó, Japan các bạn này. CS Japan.
1.200.000. Rồi các bác giao lưu thì lên cho em mã số 165 nhé. Thật sự các bác nó rất đập và phê luôn. Vừa lắc tay vừa là đồng hồ. Để xem. Tìm chiếc thứ hai hơi khoai luôn các bác, hơi khó luôn nha các bác nhé. Cực kỳ hiếm luôn đấy ạ. Rồi tiếp tục em giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo này. Một chiếc đồng hồ mà mang thương hiệu Gucci các bác nhá. Gucci các bác ạ, vỏ thép. Để cái mũi tên này cũng chả biết để làm gì các bác ạ, hay là thiết kế kiểu vậy thôi. Không phải kim đĩa đâu các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Gucci mỏng dính. Chiếc này chiếc chính hãng nhưng mà trang bị máy Nhật thôi. Em chưa kiểm tra, để em kiểm tra máy xem máy Nhật hay là máy Thụy nhá. Về trong lô mà các bác. Con này máy Nhật, máy cũng là máy chính hãng đấy các bác ạ. Máy Nhật này là máy vàng này là máy chính hãng nhưng mà sản xuất tại Nhật nha các bác nhé. Không phải hàng nội địa của Thụy Sĩ đâu. Hàng nội địa của Pháp, của Thụy Sĩ nó mới đắt. Còn hàng Nhật lắp máy Nhật này để bán như kiểu bán thương mại thì nó rẻ thôi. Nó hàng thương mại mà, nhưng mà nó vẫn là hàng chính hãng các bác nhé, hàng xịn thỏ chất lượng luôn này. Đó, size mặt đang là size ngang đang là 23 nhá. 23 chưa tính đúng này. 36 chưa à 36 cả càng nhá. Thì đối với chiếc đồng hồ này thì các bác về lắp thời gian cũng được nhá. Lắp thời gian cũng được, em thích cái dây là em lắp vào đây cho nó hợp thôi. Còn đâu thì các bác thôi. Đó, các bác thích dây da thì các bác lắp dây da. Bác thích dây này thì để dây này. Còn thích dây da ok em đổi cho bác bộ dây da, em lại thu hồi lại dây này nhá. Không vấn đề gì cả. Ok chưa các bác? Để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhé, bên em giao lưu giá 800.000 các bác ạ, 800.000 nhé. Lên cho em mã số 166. Siêu mỏng luôn các bác nha, tiếp tục lại là những chiếc đồng hồ siêu mỏng. Đó, chiếc này mỏng chưa đến 6 ly các bác nha, mỏng chưa đến 6 ly. Rất là phê luôn các bác ạ. 800.000 mặt xanh các bác nhá, mặt màu xanh ngọc. Lên cho em mã số 166 nhé. Tiếp tục mã số 167 các bác ơi. Em lên các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu One Town các bác nhé. Chạy bộ máy có tay đến từ nhà Thụy Sĩ các bác nhé. Để em lau qua một chút xíu cho nó bóng đẹp lên kia. Các bác nhìn một mẫu đồng hồ này, các bác nhìn giống những chiếc đồng hồ nhìn giống chiếc đồng hồ Movado không ạ? Nó có thiết kế kiểu dáng như vậy nha các bác nhé. Như kiểu bầu trời đen các bác ạ. Đó, lên tay rất chất luôn các bác này. Cực phê luôn. Một mẫu đồng hồ One Time đến từ Thụy Sĩ. Size mặt chiếc này đang là size 33 các bác nhá, size 33 này, size đặc trưng của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ rồi. Thân vỏ bọc vàng chiếc này còn đẹp căng các bác nhá, còn đẹp căng luôn. Cọc số 12 giờ đính một viên đá. Với thiết kế kiểu mặt bầu trời đen này thì không có cọc số đâu các bác nhá. Đó chỉ có thương hiệu này. Như Movado thì sẽ không có tên thương hiệu. Đấy, One Time họ làm kiểu vậy nhưng mà họ thêm một thương hiệu vào. Swissmade vào rồi, Swissmade ai phải có rồi, đâu phải có rồi. Góc 12 giờ đính các bác một viên đá nhá. Chỉ đá thôi chứ không phải kim cương đâu các bạn. Nếu mà là kim cương sẽ có thông số ở trên bề mặt. Lùm zin có logo, thân vỏ bọc vàng thì còn rất là mướt mượt mượt luôn. Chưa mòn, chưa bong chóc gì đâu các bác nhá. Một cỗ máy có tay đến từ Thụy Sĩ. Tổng thể bọc vàng chiếc này còn đẹp lắm các bác ạ. Còn đẹp không tì vết luôn các bác nhé. Đây chỗ này cũng chỉ là két bẩn thôi. Mòn thì chưa có mòn, chóc thì chưa có chóc. Xước răm thì đương nhiên rồi, hàng mấy chục năm rồi, tránh làm sao được các bác ơi. Được chưa? Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhé. Để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này 1.900.000 các bác ạ, 1.900.000 nhá.
1.900.000. Lên trang về mã số 167 cho một chiếc đồng hồ quá là tuyệt vời. Quá đẹp luôn các bác ạ. Form đẹp luôn, size đẹp luôn. Có ghép các bác một bộ dây đà điểu nhá. Mặt đen mình ghép dây đen cũng rất là hợp. Không còn gì để mà phải bàn cãi thêm đâu. Một mẫu đồng hồ quan thang đến từ Thụy Sĩ, 1.900.000. Vỏ bọc phẳng hầu như còn đẹp căng các bác nhé. 1.900.000, mã số 167. Tiếp tục này, em lên các bác một mẫu đồng hồ tiếp theo. Đồng hồ này nhưng mà nó lạ lắm các bác, nó là đồng hồ đeo cổ các bác nhé. Mẫu này mẫu đeo cổ, có một sợi dây quá dài luôn các bác. Sợi dây này dài phải 70. Sợi dây này rất dài luôn các bác nhé, cực kỳ dài luôn. Sợi dây này dài tầm trong khoảng 70. Đeo cổ thoải mái các bác này, cực dài luôn. Đó, nó phụ kiện nó về như vậy thì em lên sóng luôn như vậy nha các bác nhé. Phụ kiện về như thế lên luôn như thế các bác ạ. Một chiếc đồng hồ đây, mạ vàng toàn thân Japan Chamber Complete này, Ricoh 1970. Một mẫu đồng hồ mang thương hiệu Ricoh đến từ Nhật các bác nhé. Vỏ bọc vàng toàn thân, thấy chưa ạ, bọc vàng toàn thân các bác nhé. Màu này màu bọc chứ không phải màu mạ đâu ạ. Năm 1970 đây họ có khắc ghi này. Cũng có thể là một cái phiên bản kỷ niệm nào đấy các bác nhé. Đây, Chamber Commerce cái gì đấy. Nói chung là các bác biết các bác sẽ đấy. Một cái mặt dây chuyền, vừa kết hợp mặt dây chuyền vừa kết vào đồng hồ. Có thiết kế kiểu rất là đẹp, rất là sang trọng. Size mặt đang là 36 nha các bác nhé. 36 này, núm này. Để các bác cùng chơi mẫu đồng hồ này nhé. 800.000 tiếp theo ạ. Để các bác có thể về làm phụ kiện này, đeo cổ này, quả quýt này. Tùy các bác, tùy mục đích sử dụng của các bác nhé. Lên trang mã số mặt dây chuyền, bên em đang giao lưu với giá để các bác cùng chơi chỉ có 800.000 mà thôi. nha các bác nhé. Mạ vàng toàn thân cho một thương hiệu Ricoh, sản xuất 1970. Hàng mang tính chất thẩm mỹ, mang tính chất trang sức là nhiều. Được chưa ạ? Để các bác giá chỉ có 800.000 thôi. Chạy bộ máy cót tay các bác nhá. Lưu ý cho em là máy cót tay, không phải máy pin ạ. Máy pin thì chỉ có 300-500.000 thôi. Mà cót tay thì vốn dĩ cũng đã là cái ở cái góc độ khác rồi. Được chưa các bác nhá? Để các bác cùng chơi là 800.000 nha các bác nhá. Rồi, đổi gió cho các bác một sợi dây nhá. Em đổi gió các bác một sợi dây này. Một sợi dây chuyền dành cho chị em phụ nữ nhé. Chất liệu bằng bạc 925. Được chưa ạ? Bạc 925 nhé. Ngoài bạc ra có thêm quả hai cái mặt dây chuyền bằng thiết kế bằng ngọc trai các bác nhé. Hai viên ngọc trai cũng khá là to luôn các bác ạ. Chất liệu thì bằng bạc. Để các bác mua về tặng cho các bác gái này, mua về tặng cho các thành viên gia đình mình nhé. Một sợi dây kèm với hai viên ngọc trai, một sợi dây bạc. Sợi dây bạc này được xi một lớp vàng trắng bên ngoài rồi các bác nhé. Xi một lớp vàng trắng bên ngoài rồi, cho nên là các bác đeo thoải mái các bác ạ, không bao giờ phải lo đen. Được chưa ạ? Chất liệu sẽ bằng bạc 925, phủ cho các bác một lớp bạch kim bên ngoài. Bên em hay gọi là xi bạch kim. Ngoài ra các bác hay gọi là vàng trắng thì tùy các bác. Nói chung là bên em gọi là DC bạch kim cho các bác rồi. Vàng trắng bạch kim là một mà các bác, đúng không ạ? Do cách gọi thôi. Rồi, để các bác cùng chơi mặt dây chuyền này, à một sợi dây này nhá. Các bác mua về làm quà tặng cho các bác gái này, mua về tặng cho thành viên gia đình mình nhá, mua về tặng ai cũng được tùy các bác. Giao lưu với các bác cùng chơi cái sợi dây này nhá, 600.000 thôi ạ. Chỉ có 600.000 thôi. Để giao lưu với các bác cùng chơi, giá siêu rẻ luôn. 600.000, hai viên ngọc trai. Một sợi dây chuyền dành cho nữ, 600.000 đồng. Đẹp lắm các bác ạ. 600.000 các bác nhé. Đây, mẫu này là em mua được người ta xi sẵn rồi thì nó mới được rẻ thôi, chứ còn để mà bọn em lại đi mua bạc thô, bọn em đi xi để cho đẹp thì nó lại giá cao hơn nữa cơ, bởi vì mình mất tiền công xi. Được chưa ạ? Thôi thì nó về như thế này thì người ta xi sẵn rồi thì là cái tốt, để các bác cùng chơi 600.000 thôi. Được chưa ạ? Nên cho em mã số dây nữ nhá.
Tiếp tục lên nốt cao bác này, lên nốt cao bác một chiếc zippo này. Các bác nhìn tiếng, nghe tiếng kêu chưa ạ? Sởi đất ơi, quá là đanh luôn. Sản xuất 2020 các bác nhá. Sản xuất 2020 này. Một chiếc zippo này, dân chơi Tam Quốc này các bác này. Đó, chiếc này cũng như kiểu là chắc là đội game họ mua về họ trao giải, hay là như kiểu là fan của Tam Quốc chẳng hạn. Mua lại để giao lưu cùng các bác cùng chơi thôi. 2020 các bác nhá. Trùng ruột này. Trùng ruột, trùng vỏ, trùng hết nha các bác nhá. Một chiếc zippo của Mỹ. Cũng có thể là một cái giải Tam Quốc họ làm ấy, họ làm quà tặng hay họ làm ấy chẳng hạn. Nhưng mà mình cũng phải đi mua bằng tiền chứ mình không chơi Tam Quốc cũng là mình ấy. Ok, để các bác cùng chơi nhé. Dành cho bác nào dân chơi game này. Để các bác cùng chơi chiếc Zippo này nhá. Bên đây nó rơi bây giờ là 400.000 các bác ạ. 400.000 thôi các bác nhá. Lên trang mã số Zippo dân chơi. Zippo dân chơi thì các bác nhá. Zippo dân chơi, đó, để các bác cùng chơi. 400.000 thôi ạ. Quá là kêu, quá là đanh luôn. Mà chỉ có 400.000 thôi. Để giao lưu với các bác cùng chơi nhá. Lên trang mã số Zippo. Rồi, tiếp tục quay trở lại với đồng hồ các bác nhá. Lại lên các bác một mẫu đồng hồ tiếp theo này. Em đây các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Gruen các bác nhá. Một mẫu đồng hồ Gruen chạy bộ máy cơ auto và đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Chiếc này có size mặt đang là size 35 các bác ạ. Trời đất ơi, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mà size 35 là nó thuộc dòng hàng hiếm đấy các bác nhá. Thuộc dòng hàng ít đấy ạ. Đa số những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chỉ có loanh quanh 33, 34. 34 là ít, 33 thì là nhiều. Đấy, chiếc này size 35 thì nó là chiếc đồng hồ quá là tuyệt vời rồi. Thân vỏ bọc vàng. Đấy, các bác nhìn này, bọc vàng còn đẹp nha các bác nhá. Các cái đầu càng bị mòn vàng này không tránh được đâu các bác ạ. Không tránh được các bác nhá. Nó là đồng hồ cơ cổ mà các bác, sản xuất năm thập niên 1960 rồi. Những năm 60 đến bây giờ đã mà mấy chục năm rồi thì không thể nào mà tránh được. Để mở máy các bác cùng xem nhá. Hàng cơ auto mà size 35, chân càng độc nữa. Đó, để mở máy các bác cùng xem nhá. Đây, máy đây các bác ơi. Chạy bộ máy cơ auto đang chạy bon bon, chạy bong bong luôn này. Tuyệt vời luôn này các bác này. Rất là nhiều thông số. Máy thì càng nhiều chữ thì càng xịn các bác nhé. Càng nhiều chữ sẽ là càng bản đặc biệt, càng là bản cẩn thận. Vỏ được bọc vàng 10k benzen này các bác này. Được chưa ạ? Gruen đến từ Thụy Sĩ. Chạy bộ máy cơ auto. Size mặt đang là 35. Thân vỏ bọc vàng. Đáy thép inox còn sáng bóng. Vỏ bọc vàng còn đẹp. Đó, nguyên thì khâu mở máy thì cũng mất của các bác vài chục giây một phút rồi, thì các bác cũng thông cảm nhé. Để chúng chỉ là phục vụ để phục vụ các bác được tốt hơn thôi. Và nhiều bác cũng bảo là muốn xem ảnh máy trực tiếp ở trên video, cho nên là thôi ok, cũng chiếc nào mở dễ thì mở luôn và ngay cho các bác cùng chơi và cùng xem nhé. Thì còn để chi tiết cụ thể hơn thì các bác cứ kết bạn Zalo sẽ hợp lý hơn. Mặt trên này thì còn rất là đẹp luôn các bác này. Mặt thì không chê ở điểm gì cả các bác nhé. Cái cọc số hình quả chám này, cọc số quả chám, kim kiếc, kim cọc zin hết. Mặt zin các bác nhé, vỏ zin luôn. Đấy, các đầu càng nó mòn không tránh đâu các bác ạ. Nó 60 năm rồi, không thể nào mà phủ nhận được cái vấn đề nó còn đẹp căng được. Đẹp căng là chỉ có thể là đấy thôi. Một là khách siêu tầm một cách gọi là mua về chỉ để tủ thôi. Hai là làm lại đấy, ví dụ thế các bác nhé. Bên em không bán hàng nhuộm nhức mạ lại các kiểu đó ạ. Cứ mộc mạc mình lên sóng, mình bán đồ cũ, mình bán đồ cổ, đồ vintage mà bây giờ đi làm mới thì không hay. Được chưa ạ? Mã số 168 nhé các bác nhé. Chiếc đồng hồ Gruen đến từ Thụy Sĩ, size 35, giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhé. 2.600.000 thôi ạ. 2.600.000 thôi. Bán kỷ niệm các bác cùng chơi với cái mẫu size 35 này. Cực chất luôn, cực đẹp luôn. Đó,
vừa nghe nhạc vừa xem đồng hồ. Các bác du dương, các bác nghe nhạc cà phê, pháo, ngắm đồng hồ, tuyệt vời luôn. Ngắm cái đam mê của mình, không còn gì để mà chê điểm gì cả. Những chiếc đồng hồ như này, được chưa? Ở cái size 35 Grand Auto Thụy Sĩ, cọc số quả chám, mặt zin nguyên bản, vỏ nguyên bản, nguyên zin. Ở đấy, theo vlog còn đẹp, giao lưu các 2.600.000 lên trên mạng số 168 nhé. 168, 2.600.000 đồng. Mua được rẻ, bán được rẻ các bác này. Bình thường size 35 họ vẫn bán lên quanh tầm 3 triệu hơn đấy các bác ạ. 2.600.000 mã số 68 nhé. Tiếp tục anh em có chiếc mã số 69 này. Mã số 69 sẽ làm chiếc đồng hồ Handbrot tiếp theo nhé. Ồ, hôm nay em lên các bác hai mẫu Handbrot này. Để em mở máy kiểm tra máy cho các bác nhé. Rồi, đây tiếp tục đây các bác ơi, một cái cỗ máy đến từ Đức các bác nhé, một chiếc đồng hồ của Đức Handbrot đấy các bác ạ. Như ban đầu, như đầu live em đã giới thiệu các bác, các cái dòng đồng hồ Handbrot này em thấy họ xuất sang Đức, họ xuất sang Pháp nhiều lắm các bác ạ, mà rõ ràng thương hiệu của Thụy Sĩ cơ. Đó, đây là hàng xuất nhá các bác ạ, hàng ví dụ Đức đặt hàng hay là hàng sản xuất tại Đức chẳng hạn đấy. Đây, made in Czech Mali các bác này, một mẫu đồng Handbrot chạy bộ máy cơ auto. Thân vỏ bọc vàng, 3 kim 1 ô cửa lịch, size mặt đang là 34, được chưa ạ? Mặt zin nguyên bản, steel welding là có hỗ trợ có tay các bác nhé. Có hỗ trợ có tay. Một mẫu đồng hồ đến từ Czech Mali, size 34, thân vỏ bọc vàng. Để giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhé. Thôi thì vẫn là để các bác cùng chơi 1.900.000 thôi ạ. Đó, chưa đến 2 triệu luôn các bác nhé. Chưa đến 2 triệu luôn. Đó, bây giờ mình vào này các bác này. Chưa đến 2 triệu luôn, để các bác 1 triệu 9 thôi. 1 triệu 9 cho mẫu đồng hồ Handbrot đến từ Czech Mali. Đó, size 34, độ mỏng còn rất là mỏng luôn các bác nhé. Đồng hồ cơ mỏng này các bác này. Chưa đến 10 ly cơ. Đây là cả kính cong nhá, kính cong này kính mấy ly thôi. Handbrot, một thương hiệu cũng không còn quá gì gọi là xa lạ đến với tất cả các bác rồi. Lên cho em về mã số 169 nhé các bác nhé. Một 1.900.000 thôi. Tuyệt vời luôn các bác ạ. Vỏ bọc vàng. Tiếp tục mã số 170 các bác nhá. Em đang có chiếc mã số 170 này. 170 sẽ làm chiếc đồng hồ Log Gante này. 7 GL thôi các bác ạ. Nhưng mà chiếc này nó chất, nó độc. Size mặt đang là size 31 các bác nhá. Size 31 nó size hơi nhỏ chút xíu thôi. Dành bác là tay nhỏ nhá. Dành cho các bác tay nhỏ, nó size nhỏ thì giá nhỏ thôi, đơn giản mà các bác. Được chưa ạ? Đây, tay em 17 đây. Lên tay này cũng không phải là quá nhỏ đâu các bác ơi, mình chơi đồng hồ vintage mà 30 mình còn đeo được mà không chi, con này còn 31. Vỏ nhôm mình rất là đẹp luôn. Đây. Phần to nhất là 36 cơ. Nhỏ nhất là 31 này. Chưa đo lúm này. Cả lúm là 33 này. Được chưa ạ? Vỏ thì aluminum này các bác này. Aluminum là vỏ nhôm siêu nhẹ các bác nhá. Siêu nhẹ, siêu bền đấy ạ. Aluminum cực kỳ nhẹ, cực kỳ bền luôn. Chạy máy con tay đến từ Thụy Sĩ các bác nhé. Đây, chữ Swiss Made này các bác này. Đó, Swiss Made các bác thấy chưa? 7 GL này. Mặt nguyên zin nguyên bản, chỗ nó làm gì có ai bán đồng hồ mà đi soi núp cho các bác xem được không? Đúng không ạ? Chỉ có mỗi mình em Duy thôi. Soi lúc cho các bác xem mặt zin, mặt không zin thì các bác biết ngay. Rất là tận tâm, tận tình đến tất cả các bác này. Rồi, lên cho em mã số 170 nhá.
Hemrod mạ vàng luôn các bác ạ, mạ vàng trên nhôm rất là bền đấy các bác nhá. Các bác lấy dây giáp đánh không ra cơ, bởi vì em trước em có một con vỏ nhôm như này, em đã từng muốn cho nó thành vỏ trắng thử xem sao mà lấy dây giáp đánh không ra luôn các bác ạ. Thế là mới bám vàng cực tốt luôn. 1.200.000 nha các bác nhá, lên cho em mã số 170. 1.200.000 mã số 170. 1.200.000 mã số 170. Có tay đang hoạt động chu chu và chuẩn chỉ. Tiếp tục em lên các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo này. Trời ơi các bác nhìn này, nó quá là độc rồi, độc từ cái form cho đến cái kiểu dáng kiểu cách này. Đó, chiếc này có size mặt đang là size 38,5 luôn. Úi giời ơi, chưa tính núm nha các bác nhá. 36 cả càng này, 36 cả càng. Đó, lên tay các bác này. Úi giời ơi, nó quá là độc này các bác này. Trời đất ơi, một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ với thương hiệu Coronel với thiết kế quả mặt đen, lại là một mẫu đồng hồ thiết kế chỉ có 4 hàng chữ trên hiển thị trên mặt thôi, mà hai kim thôi các bác nhá. Trên một khoảng không đen huyền bí rất là nổi bật luôn. Vỏ mạ chrome, đáy thép inox, cót tay Thụy Sĩ 17G nhá các bác nhá. Với một thương hiệu Coronel, Swiss Made. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ độc dị lạ này nhá. 1.500.000. 1.500.000 các bác ạ. Độc dị lạ này, chỗ này chỉ là bẩn thôi các bác nhá. Có vệ sinh cho các bác nếu các bác chốt. 1.500.000 trong chiếc đồng hồ độc dị lạ đến từ thương hiệu Coronel, sản xuất tại Thụy Sĩ, Swiss Made. Quá chất rồi các bạn, size 38 cơ. Size 38 lên cho em mã số 95 nhé. Một mẫu đồng hồ Coronel 1.500.000 đồng. Các bác cùng chiêm ngưỡng lên vẻ đẹp của em nó. Quá là huyền bí luôn. Nổi trội bằng thương hiệu, nổi trội bằng các cái thông số. Một triệu 500.000 các bác nhá. Một triệu năm, mã số 95 nha các bác nhá. Trong chiếc đồng hồ siêu độc luôn. Hôm nay toàn lên những các cái mẫu đồng hồ huyền bí rất là chất luôn. Tiếp tục, úi trời ơi, lại một chiếc đồng hồ các bác nhìn này. Cái form nó thiết kế độc chứ ạ. Nó sai mặt, úi trời 39 luôn các bác này. 39 luôn, thấy chưa ạ. To nhất là 39, bé nhất cũng đã 37 rồi các bác này. Một mẫu đồng hồ Mondia đến từ Thụy Sĩ, chạy bộ máy cơ auto. Thân vỏ bọc vàng đấy, theo vlog coi nhá. Các bác ơi, mặt chiếc này nó có bị mốc góc 9, 10, 11, 12 giờ các bác nhá. Đây em sẽ nghiêng các bác dễ nhìn hơn. Đó các bác dễ nhìn nhá. Mondia, theo em được biết là cũng là một thương hiệu của Movado đấy các bác ạ. Đây, mở máy các bác cùng xem nhá. Sổ đó là cỗ máy này các bác này. Thân vỏ bọc vàng bên sau có hơi mòn một chút xíu các bác nhá. Mòn vàng này. Nó làm bên dưới mà các bác. Một mẫu đồng hồ Mondia đến từ Thụy Sĩ. Có máy thì miễn chê luôn các bác ạ. Máy này thì không thể nào mà chê được rồi. Thân vỏ bọc vàng. Các bác nhìn các cái cọc số này. Cọc số nổi nha các bác nhá. Nhìn các cọc số thiết kế rất là độc luôn. Cọc số mũi tên nhưng là mũi tên nổ nhá, không phải mũi tên dán trên mặt đâu. Có thêm ô cửa lý góc 6 giờ các bác nhá. Ô lịch xanh luôn các bác ạ.
giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ độc này nhá. Nó bị mòn vàng nhưng mòn bên dưới thôi các bác ạ. Đáy đang có cả logo này các bác này. Nó mòn bên dưới thôi. Còn bên trên thì không mòn đâu các bác nhá. Bên trên nó là cái bộ mặt của đồng hồ mà nó vẫn còn thì là còn rồi các bác ạ. Mặt thì bị mốc nhẹ. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhá. 2.600.000 tiếp theo. 2.600.000 nha các bác nhá. 2.600.000. Lên cho em mã số 84. Hai triệu sáu mã 84 nha các bác nhé. Đó, kết thúc phiên đồng hồ ngày hôm nay bằng một chiếc đồng hồ Mondia với thương hiệu của Movado để giao lưu với các cùng chơi 2.600.000. Size to, vỏ còn ok, mặt cũng còn ok, đúng ok theo kiểu là vintage ok đấy các bác ạ. 2.600.000 mã số 84 nha các bác nhé. Các bác quan tâm lên cho em số 84. Một ô lịch lộc màu xanh rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục quay trở lại với phiên tiếp theo phiên phụ kiện nha các bác nhá. Anh em có một mẫu phụ kiện này. Một cái mặt dây chuyền bằng bạc các bác nhá. Hàng của ngoại được làm thủ công. Viên đá này. Chẳng biết đá gì các bác ạ, em chẳng biết đá gì. Hình như sapphire không biết phải sapphire không, em thấy có vân này. Có vân mờ mờ bên dưới này. Đó, chất liệu bằng bạc nhá. Làm thủ công đơn giản thôi nhưng mà cũng có hồn phết đấy các bác ạ. Đùa đâu. Cũng khá là có hồn luôn. Một viên đá này. Bạc ngoại này. Đó, để các bác cùng chơi cái mặt dây chuyền này nhá. 700.000 các bác ạ. 700.000 nha các bác nhá. 700.000 cho cái mặt dây chuyền bằng bạc ngày hôm nay. Thiết kế khá là độc luôn. 700.000 một viên đá to nha các bác. Đá này rất là to luôn. Chất liệu bằng bạc hàng ngoại. Hàng của Mỹ luôn đấy các bạn ạ. Đó, size mặt đang là size ngang đang là 27 nhé. Để em đo viên đá các bác cùng xem này. Viên đá ở cái đỉnh cao nhất nhé. Đỉnh cao nhất lên đến 28 cơ. Đó, đá gì thì em cũng không rõ đâu. Nhưng mà em bảo hành các bác nó là đá thôi. Đá thiên nhiên, đá tự nhiên. Đá thì có nhiều loại đá. Em chưa tìm hiểu đi sâu nữa. Cũng không nắm bắt, không nắm rõ được các cái tên. Được chưa ạ? Để các bác cùng chơi là 700.000 nhé. Lên cho em mã số mặt dây chuyền. Độ dài, độ cao của dây chuyền cũng cao to đẹp dai luôn đấy các bác ạ. Nam nữ đều được các bác nhá, mình thích thì mình chơi thôi. Đây, 769 luôn các bác này. Để các bác cùng chơi là 700.000 nhá. Đó, hàng ngoại, hàng bạc người ta thiết kế 700.000. Mã số mặt bạc. Tiếp tục em lên các bác một mẫu tiếp theo này, một mẫu khuyên tai nha các bác nhá, mẫu khuyên tai mà thương hiệu Gucci. Nó trọng lượng nặng lắm các bác ạ, cái khuyên tai này nặng nhá. Trong khoảng tầm hơn 3 phân vàng, sorry các bác. Hơn 3 phân vàng các bác nhá. Vàng trắng 14K. Được chưa ạ? Đấy các bác thấy rõ chưa ạ? Vàng trong 14K nhé. 585, kỳ hiệu 585. Đính thêm cho các bác 4 viên kim cương. Được chưa ạ? 4 viên kim cương đang trong khoảng tầm 2.4 cho đến 2.6 các bác nhé. Trong khoảng 2.5 đi. Trong khoảng 2.5 em bao các bác là kim cương này. Em bao các bác là hơn 2.5 này. Được chưa ạ? Nhưng ít nhất cũng phải tầm 2.5. Ở trên chất liệu là vàng trắng 14K. Với thương hiệu là Gucci các bác nhé. Đính các bác 4 viên kim cương. Em tính đơn giản 3 phân vàng đã tầm triệu mấy rồi. Bao vàng triệu mấy, vàng 14K biết hơn 4 triệu một chỉ, hơn 4 triệu một chỉ rồi. Vàng 14K tính phân 3 phân triệu 2 triệu 3 rồi. Kim cương 500.000 một viên rồi. Được chưa? Viên 2 ly lại phải 5 2 ly phải 500.000. 500.000 còn chưa tính công họ làm cơ. Một cái khuyên tai nhá, các bác nhá, một cái khuyên tai bằng vàng 14K. Chất liệu kim cương. Đây các bác nhìn thấy cho rõ nhá. Tính đơn giản là 1.5 triệu tiền vàng này, 1.2 triệu tiền vàng. Tính các bác 1.3 triệu tiền kim cương đi. 542 triệu. 500 một viên đi là 2 triệu kim cương. Tính các bác tổng thể chiếc khuyên này nhá. Để các bác cùng chơi này 2.500.000. 2.500.000 các bác ạ. Ok chưa các bác? Quá tuyệt vời luôn. Tính ra tiền vàng đã 1.2 triệu, 1.3 triệu rồi.
cộng thêm triệu mấy tiền kim cương 4 viên này thì quá tuyệt vời luôn, quá là rẻ rồi các bạn. Các bác đi mua không phải mất tiền kim cương công họ gắn, họ nắp, họ các kiểu luôn. Hơn 2 ly này các bác mua không hề rẻ đâu các bác, các bác cứ đi mua các bác sẽ biết. Đó, tính em tính đơn giản, đây là hàng em mua dùng rồi nhá các bác nhá, mua dùng rồi cho nên mới có cái giá đấy, chứ còn thực chất để các bác đi mua đi làm mới hay là đi mua hãng thì nó là quá là căng rồi. Đó, đây là em mua lại sưu tầm của một bác thì em bán giá rẻ các bác thôi, 2.500.000 nha các bác nhá, 2.500.000 4 viên kim cương trên 2 ly, chất liệu vàng 14K trắng trên 3 phân vàng, ok chưa ạ? Bảo hành các bác như vậy là quá ok rồi. Đây các bác nhìn họ làm rất là chắc chắn luôn. 14K 3 phân vàng rồi các bác, cái khuyên mà làm 3 phân là quá là to luôn đấy các bác nhá. 2.500.000 nên cho em mã số khuyên tai. Tiếp tục này các bác ơi, phụ kiện này về rất là nhiều mẫu đẹp. Em đây các bác một sợi lắc tay coi nhá, bằng chất liệu bằng thép. Lắc tay bằng thép, hàng của ngoại, hàng của Mỹ luôn. Các bác nhìn này. Đây cái móc này coi nhá. Các bác tháo móc ra. Đó được chưa? Không tụt đâu các bác ơi. Các bác dùng xong các bác đóng vào không bao giờ tụt được đâu các bác nhá. Một chiếc vòng tay, hay gọi là một chiếc lắc tay. Chất liệu bằng thép không gì. Hay gọi là hợp kim đấy, hợp kim Mỹ này các bác này. Đó, tiếp tục lại phải dùng núp cho các bác xem này. Phụ kiện phải có núp các bác xem nhá. Ok chưa các bác? Một thương hiệu Speedel. Hàng của Mỹ các bác nhá. Hai miếng này không phải bằng vàng đâu các bác ạ. Em nhìn em tưởng vàng, em mua về em tưởng vàng này, điểm vàng thì quá tuyệt vời luôn, nhưng không phải bằng vàng các bác ạ. Chất liệu bằng thép. Hai cái miếng này miếng bọc vàng nhá, hàng của USA này các bác này. Được chưa ạ? Hàng của Mỹ luôn các bác nhá. Để các bác cùng chơi chiếc lắc tay này nhá. Đeo chơi chơi này. Để các bác cùng chơi hàng của Mỹ xịn luôn này. Để các bác là 600.000 nha các bác nhá. 600.000. Thiết kế kiểu truyền thống, có thêm hai miếng bọc vàng ở đây. Cái quan trọng nhất nó là bằng Mỹ các bác nhá. Nó bằng hợp kim của Mỹ, rất là bền luôn. Hợp kim Mỹ rất rất bền luôn các bác ạ. Đó, giao lưu các cùng chơi là 600.000 thôi các bác nhá. Đó, hợp kim mà các bác. Thép thì nó sẽ hút 500 hút, hợp kim nó không hút đâu các bác nhá. Đó, không bao giờ hút luôn, được chưa ạ? Hợp kim luôn, các bác yên tâm. Giao lưu và các bác cùng chơi 600.000 nhá. Nguyên cái móc thôi đã thôi uy tín rồi. 600.000 các bác ạ. Dài thoải mái luôn các bác ạ. Dài dây thoải mái luôn. Dài tận 20 cơ mà các bác. Thoải mái 20 cũng vẫn đeo vừa luôn. Một sợi lắc tay khoảng của Mỹ. Tiếp tục em đây các bác một mẫu tiếp theo này. Một cái mặt dây chuyền này các bác nhé. Bản mệnh này. Mặt bản mệnh nha các bác nhé. Bằng đá gì thì các bác em chả rõ đâu, đá đen này. Chả rõ đâu các bác ạ. Bản mệnh này là mệnh Phật này là Phật gì nhỉ? Em quên mất rồi, tự nhiên lại không nhớ ra. Đi bọc bạc các bác xung quanh rồi nha, các bác yên tâm. Hàng bọc bạc xung quanh rồi. 32 này, 37 này. 56 này, được chưa ạ? Một cái mặt dây chuyền bằng đá, mặt bản mệnh. Đây như bất động minh vương hay sao ấy các bác ạ. Khả năng là bất động minh vương. Cũng có thể là bác khác, ông khác này. Chất liệu bằng bạc, bên ngoài đính bạc cho các bác làm chắc chắn. Bọc biết thoải mái luôn, để các bác cùng chơi mặt dây chuyền này nhá. Bao bạc các bác này, bao đá các bác này. Đá gì thì không rõ này. Rồi lên cho em mã số mặt dây chuyền nhá. Đá đen, hôm nay lên mấy cái mẫu đá đen đẹp quá. Đó, để các bác cùng chơi là 700.000 nhá. 700.000 lên cho em mã số mặt dây chuyền, mặt bản mệnh nhá. Mặt bản mệnh 700.000. 700.000 các bác ạ. Rồi tiếp tục em lên các bác một chiếc nhẫn tiếp theo này. Hôm nay lên các bác một số toàn trang sức bằng đen, màu đen nhá. 1978 này các bác này. Một chiếc nhẫn 1978 nhá. Chất liệu bằng bạc. Hàng đời mới các bác ạ, hàng đời mới các bác nhá.
Đó, size nhẫn đang là size 19 các bác nhá, size 19. Chất liệu bằng bạc. Phiên bản 1978. Ở viên đá này gọi là đá ceramic các bác nhá. Đá ceramic này, không phải sapphire đâu ạ. Ceramic cũng cứng như sapphire luôn đấy các bác nhá. Để các bác cùng chơi chiếc nhẫn bạc này nhá, để giao lưu với các bác cùng chơi chiếc này 800.000 ạ. 800.000 thôi các bác ơi. Giao lưu bác chơi 800.000 thôi một chiếc nhẫn bạc. Đá ceramic đen. Nếu bác nào sinh năm 1978 thì chơi chiếc này thì quá là tuyệt vời rồi. Đây, em đang đeo một chiếc nhẫn 1987 đây. À, chiếc này hẹn các bác vào phiên sau nhá. Chiếc này là vàng 10K, hàng Mỹ xịn luôn. Hẹn các bác vào phiên sau, ở phiên này em để chơi đã. Được chưa ạ? Phiên này lên các bác chiếc nhẫn bạc trước. 800.000 thôi, mã số nhẫn bạc đi, mã số nhẫn bạc này có mỗi một chiếc nhẫn duy nhất thôi. Size 19. Bảng to để giao lưu các bác cùng chơi nhá. 800.000 đồng. Đó 21. Rồi tiếp tục quay trở lại với phiên kính ngày hôm nay, em lại lên các bác một mẫu kính nhá. Lên các bác một mẫu kính bọc vàng, một chiếc kính cổ hàng xưa. Một chiếc kính cổ Pháp, size ngang kính là 125 nhá. Nói chung là hàng Pháp, hàng Lilo với Essen là một, mà nó cũng chỉ có size lên quanh 120 125 thôi. Đó, chiếc này là bọc vàng nhá. Lại phải dùng núp cho các bác rồi. Lại dùng núp nhá các bác, để các bác dễ nhìn này. Đấy, hay có núp hay này các bác này. Đây ạ. Cầu kính đang là 19 này. Lino thương hiệu của Pháp này. Có chuyện xung quanh này, được chưa ạ? Một chiếc kính Lino nhá. Ngoài chiếc kính ngoài chỗ này bọc vàng ra còn có thêm khoảng hai cái miếng bọc vàng ở đây, ốp ở đây này. Ốp rất là đẹp luôn này. Chỗ nào màu vàng sẽ là bọc vàng nhá. Còn hai miếng này không biết phải bằng vàng không. Có khi để em xem này, vàng hay là bọc vàng này. Bọc thôi các bác ạ. Bọc thôi các bác nhé. Đây, một giải lụa vàng này các bác này. Đẹp lắm các bác ạ. Nói chung là gấu lắm. Nhìn rất chất luôn. Thì các bác về cắt mắt khác nhé. Mắt này đang là mắt độ, mắt dâm độ đấy ạ. Mắt dâm có độ nhé. Trong khoảng tầm 2 độ gì đó. Trong khoảng viễn 2 độ. À cận 2 độ chứ. Trong khoảng đấy. Em không rõ đâu. Nói chung các bác về thay mắt khác nhé. Các bác về thay mắt khác giúp em ạ. Ok chưa các bác? Để giao lưu với các bác cùng chơi mã số 185 nhé. Một chiếc kính của Pháp mà thương hiệu Lilo Essen. Để giao lưu với các bác cùng chơi chiếc kính này nha, 1.600.000. 1.600.000 thôi ạ. Siêu rẻ rồi. Siêu chất rồi. Thương hiệu của Pháp này, chỗ là màu vàng sẽ được bọc vàng. Lilo Essen. Đó, em thích mỗi cái viền này các bác này. Cái viền này rất là đẹp luôn. Em thích cái viền này thì em mới đấu, em mới mua về. 1.600.000 thôi, lên xem mã số Essen thì các bác về thay mắt khác nhá. Về thay mắt trắng cũng đẹp, mà thay mắt dâm cũng đẹp luôn. Tùy các bác. Mã số 158. 1.600.000. Tiếp tục này các bác này, em lấy các bác một chiếc mã số 159 nhá. Một chiếc kính cổ, nhưng mà lại là thương hiệu con cá sấu các bác nhá. Cũng không phải là kính cổ hẳn đâu. Chỉ là kính sâu tuổi được sản xuất những năm thập niên 80 thôi. Sản xuất những năm thập niên 80. Có nguyên bao các nhá, còn nguyên bao. Những năm 80, 8X gì đó. Một chiếc kính Lacoste thương hiệu con cá sấu này. Đây các bác này. Ve này ve không zin các nhá. Ve này ve không zin. Ve lại ve lami các bác này.
Ok, không sao đâu các bác ạ. Nó là ve cổ là được. Nó là ve xịn được. Đây Lamy này. Cái ve Lamy này còn chất còn đắt hơn cái ve cá sấu cơ. Đấy cái gì cái tình trạng hàng mà nói rõ không, đến lúc các bác bảo tại sao lại Lacoste mà lại bán cho anh kính Lacoste mà về anh kiểm tra lại là ve Lamy nó khó. Nó các bác không thích cái ve này em thay các bác cái ve khác. Nhưng mà là ve trắng ve khác không có thương hiệu nhá. Hoặc các bác cứ để cái ve này cũng được. Đấy, tình trạng nói rõ luôn các bác dễ hiểu, dễ chốt. Nó phải là như vậy thì dễ bán hàng. Một chiếc kính Lacoste này. Chỗ này chuyện gì ở ngoài. Gọng kính bọc vàng các bác nhé, gọng kính bọc vàng. Có thiết kế mắt unisex là nam nữ đều được. Size mặt đang là 130. Size ngang kính đang là 130 các bác nhé, nam nữ đều ok. Chiếc kính bọc vàng ngày hôm nay giao lưu với các bác cùng chơi thôi thì vẫn cứ là 1.600.000 thôi. 1.600.000 thôi các bác nhé. Một chiếc kính Lacoste bọc vàng hàng xưa, năm thập niên 80. Size ngang 130, kính cổ bọc vàng. Kính cũ đi. Những năm 80 gọi là kính cũ thôi, gọi là cổ nghe nó không đúng. Còn nguyên hộp nữa các bác nhá. Hộp của nó đấy không phải là hộp ghép đâu các bác ạ. Đây các bác nhìn này. Bên trong còn rất là bền luôn này. Được chưa ạ? 1.600.000 các bác ơi, tiếp theo này. Một chiếc kính Lacoste này. Đây này, các bác có thể cài cài vào thắt lưng này. Đây cài thắt lưng vào đây này. Được chưa ạ? Giá chỉ có 1.600.000 thôi cho chiếc kính cổ bọc vàng hàng con cá sấu chính hãng xịn sò luôn. Và tiếp tục đây, các cái mẫu kính tri ân cho các bác nhé. Cuối làm lên các bác chiếc kính tri ân này. Một chiếc kính mã số 160 nhé. Đó, size mặt đang là 130. À, size mặt đang là 137 sorry các bác. Mẫu kính Ray-Ban phiên bản đời mới tri ân các bác cùng chơi là 500.000 nhé. 500.000 cho chiếc kính G15 len, len G15. Mắt kính thủy tinh luôn các bác ạ. Để các bác chi ăn các bác 500.000 nhé. Một chiếc kính đời mới của Ý, hàng sản xuất phổ thông thôi các bác nhé, không phải là hàng chính hãng đâu. Nói luôn các bác cho dễ, chi ăn các bác 500.000 thôi. Nhưng mà đeo các bác đeo bền lắm, đeo thoải mái luôn, lớp vàng mạ cực sướng luôn. Lớp vàng mạ bền lắm các bác yên tâm. Mạ số 160 để các bác cùng chơi nhé. 500.000 thôi. 500.000 nha các bác nhé. 500.000 thôi ạ, mã số 160, xe ngang 137. Một chiếc kính Ray-Ban đời mới, mắt kính thủy tinh. Các bác vào hè thì các bác đeo đi xe thoải mái luôn. Rồi tiếp tục một mẫu kính tri ân tiếp theo, mẫu kính cuối nai nhé. Giá vẫn không đổi, 400.000 đồng. Một chiếc kính mắt đổi màu của Nhật. Size to quá nhá. Chiếc này thì em cũng có lên mấy phiên rồi. Thì là cũng thỉnh thoảng mới về được 5-10 cây thôi. Thì là về kỳ nào cũng bán hết các bác. Và các bác nhiều bác còn nhiều bác cần đi công việc đi ban đêm thoải mái luôn. Nó xe ngang chiếc này đang là hơn 140 luôn các bác nhé. 143 luôn các bác ạ. Đó, tiếp tục lại là một mẫu kính tri ân các bác là cuối lai. Để các bác cùng chơi giá chỉ có 400.000 thôi. Một chiếc kính mạ vàng của Nhật. Mắt kính công dụng là đổi màu. Các bác đi ra trời nắng sẽ dâm vào cho các bác, còn các bác đi ban đêm sẽ màu như này nha các bác nhé. Gọng kính thì là mạ vàng. Viền kính được thiết kế quả nhựa ốp rất là ok luôn. Được chưa ạ? Để các bác 400.000 em bao Nhật xịn cho các bác luôn. Bao đổi màu cho các bác luôn. Được chưa ạ? 400.000 tri ân cuối like nha các bác nhé. Rồi bây giờ em xin phép là dừng video tại đây. Và xin được phép hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Chúc tất cả các bác một buổi tối xem live vui vẻ. 400.000 đồng. Ok cho các bác. Quá tuyệt vời luôn. Khi mình chào nhau. Hello. Bye bye.